Mùi dao mất rồi. Mùi dao mất rồi. Ai kêu thế? Hả? Mẹ con đi mất rồi bè. Mẹ con chưa. Mô. Cái chí mà nghe giống giống vụ đó đấy. Mù ơi. Cái chí đâu không? Tôi còn đây nè. Mô. Đây. Ăn rồi đi ăn tiếng về là xài xài chỉ xin đi cả tên cả đứa. Răng nữa. Là hôm đi là ta đi ăn ăn quải về. Ừ. Mình cho tao ngồi mâm dưới. Thì ngồi mâm dưới thì ăn được riêu, đắng nữa. Mâm gì ăn được riêu, anh nói tao đẻ không có con trai, anh cho tao ngồi mâm dưới. Mà tao là mình thầy, mình thầy mà cho ngồi mâm dưới là xúc phạm bê tê. Rượu không có con trai là do ai? Ngay một nốt rượu cả trái để mà lấy một ra con trai. Riêu à, do mù đẻ tao con cây. Do không, đừng có đồ hô do tôi. Bọn bê đi ra đi, để là ba bắt chỉ cho mà. Đăng em ra đi con, đăng em ra để cho ba bắt chỉ. Ra đi, đừng có đồ hô tao. Tao mới kia rồi một thằng. Ê rồi ốm mà con bắt được thì đi vào đây tôi. Đi vào đây. Được, sấy mà mình được nữa là giỏi. Mau 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 ra đây. Xếp hàng vô. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ơ, một đứa nữa mất rồi. Em đây. Đi mua cái chưa rồi. Em ở trong nữa, em chụp ba bác chị cho mẹ trống á. Chú, mua đâu? Hả? Mua đâu? Ủa, ta đi tìm bò mất bò rồi. Để về kêu mua đi tìm người đà. À, em biết. Hả? Bò mất chỗ mua thì em biết chứ con. Mất chỗ mua biết thì em biết kêu là tao làm chi. Để em biết cái quán chứ. Bê Thuy đâu nha, ở Bát Đôn á, gần bờ kè Thủy Sơn. Chú ra rồi thử tìm một thứ. Để răng mà ra, mất bò răng mà ra đó tìm. Thì họ mất chó thì họ ra quán họ tìm đi. Mất bò chứ ra quán Bê Thuy nữa tìm đôi khi có. Ờ ấy thiệt mày. Thôi để tao về cắt xe loạn bố đi tìm rồi đã. Ơi chị Rồng. Mất rồi. Mất cái chi? Mất bò rồi. Mau đi tìm bò gì mất bò. Uống lại cái chi? Mất bò. Rồi uống chứ cái đó mà để cho mất bò rồi. Tao thả bò. Anh nốc rượu quá cho bàm đi cả con bò quá mà chứ hẳn mà chứ cũng để cho mất nữa. Rượu mà rượu tao thả bò ngoài bò thả bò về. Bò thằng Du về bé bò của họ ngoài mà chứ. Bò họ về hết rồi chắc. Rồi đó mà bò họ mất mà bò dây mất. Mất con bè mới mất con mà ngoài. Ui chào ơi. Mau đi tìm. Rửa uống mình thay mình ba chứ la rồi. Uống mình thay mà uống biết con bò mới mất chỗ mua ai lấy à. Ê, tao mình thay cũng như phải thay bò vậy à. Thay cũng thì uống mà biết mấy cái nữa chứ đó. Chưa đi. Tối mà con bò nào mà mất là ốm chết với tôi luôn. Đi mau, chờ tôi đi mau mau đi. Mau lên ra. Ốm là thì được một cái việc nữa thôi mà mình cũng sống lên đây nè. Hello bà con, lại là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho đến với quý bà con em ạ. Tới với Bát Đôn nhất định thử cái món Bê Thuy Đông Hà đi. Còn lớn to hề. Bê. À bê à? Bê phải lớn lắm. Đây là Bê Thuy Đông Hà. Bê Thuy Đông Hà. Ờ. Bê Thuy làm theo kiểu Đông Hà. Bò nắng Bê Thuy nữa. Bò nắng nó bò nắng Bê Thuy nó Thuy chứ. Đây là Bê Quái hay Bê Thuy, Bê Nắng. À. Kêu Bê Thuy cho nó sáng mồm rồi đó hè. Ừ. Cũng ngon hè. Ngon chứ. Cái này thì quả ngon đấy chứ này chú. Bạn theo cân này bác. Bạn theo cân. Đưa cái gì nó quen. Tí nữa con có mẹn reo cho tôi xin về cho vợ ngay. Rồi ok, ui giời, có ngay thôi khách. Không có gì lo hết. Một ngày đi quay mấy con đấy. Một ngày buổi sáng quay con cờ đồ 15 cân thịt. Buổi chiều thì con cờ đồ 20 cân á. Một ngày. Một ngày hai con. Ngày hai con. Trung bình ngày hai con nhưng mà cũng có đá số ship. Ship nhiều nữa, ăn tài quản thì là khách ship đấy thì nhiều. Lấy còn tài quản thì là buổi chiều là đông hơn. Nếu đây có nhà hàng đặt nữa. Có nhà hàng đặt nữa. Có nhà hàng đặt để là bế ngon ngon nha hả. Bế đi thì. Gia tôi mới mất con bò bè đây. Nó chua giống con bò miếng đấy chứ đây. Bò mẹ chứ đấy, đấy là bò ngẽ, bò con. Thì con bế, con bò bè hoặc cái con bế. Con trâu ngẽ hoặc kêu con ngẽ. Ờ con ngẽ đó. Nhưng đấy là con không phải trâu ngẽ mà đấy là con bò con bè. Bò con. Bò con, bò bè. Đó. Bê. Đúng rồi đó. Đấy là họ gọi bò con.
mà mình làm cái loại là cao nhất là 20 kg, 20 kg thịt, từ 40 lô hàm á, 35 lô hàm, 20 lô thịt. Một kiện không thể mang về. Rồi có ngay. Yên chí. Đấy bùi, đấy bùi. Cân mấy tiền anh? Cân là 358. Cân 358 à? Rồi. Thì bán tôi làng mang về ngay. Rồi ok. Làng mình thôi. Một làng hai làng như bán hết. Nói tóm lại là một làng, một làng 38 ngàn. Rồi có nhu cầu là bán ngay thôi. Có nhu cầu là được. Mua 20 ngàn bán không? Được chứ, mình bán mới. Chú mua về ăn thì ok đó. Đầu tiên là tôi sẽ thử cái món thịt canh này đầu tiên kìa này. Thịt canh bò khuyến cáo với bà con là ai ăn được thì ăn mà không ăn được thì thôi ngay. Tiết canh đặt nhằn nằn chanh vô này. Ồ oh. Cho xịt vô để hành diệt bớt vi khuẩn này. Để canh bò. Chá tổ lên vụi. Giá đò vô tìm bò. Mất bò mà mình một mắm như kiểu mà mình cưới đó. Lời lời. Tiếp theo đó là món bê thui, còn gọi là bò bè nạng, hay gọi sao mồm hơn là bê tung xèo. Hoa trời ơi, mẹ bò bè ngon như này, ngon như này. Ăn cái món bò bè nạng nghĩ là phải có một miếng lăm mỡ, một miếng chuối chát, một miếng khế, một cái lăn lốt, rồi úp lên lật cái miếng thịt bò bè nạng, còn gọi là bê thúi rồi, cuốn lại chấm với mắm. Ngói ác. Món thứ hai là món bê cuốn rau sống. Dạo ôi, mè rắc lên đi nữa nè. Bê cuốn thì là hò sắt lát mỏng hơn. Bỏ rau sống vô, bỏ thịt vô, vài lại, đó, cuốn lại dưới cơn rơm rửa, ui à, ui. Một vài dưới cơn rơm, ok, rết cho biết. Đó, ai mà mèng như kiểu là mèng diễn á, thì cuốn dưới cơn rơm, còn ai mà mèng như mèng con chích choe á, mèng khu ga thì cuốn nó nhỏ dưới túi thôi. Đó. Quá chào quý. Ăn mâm như mâm mâm, ăn mâm một mâm như mâm ăn quẩy ăn cưới đó. Cái này phải thử một miếng hả ba con ạ. Để là món này món gì mày? Chiều không biết mình món gì. Cái này ăn với bánh mì này. Ăn thịt rồi à? Ăn toàn thịt đi về tạo bọn chết biết. Ôi chào ơi. Ôi chào ơi. Ôi chào ơi, chết. Ăn ngon nhất lắm đấy.
ăn cái lịch sử á. Mà có ai muốn mà múc. Anh nhận múc ra bao con nha. Đến là món ủa. Có cả khúc xương hành nán. Ui ta ui. Thiệt. Xương bò đây. Xương bò bé đây. Nào ui. Ngập mặt ngập mồm. Mùi thử thường mẹ quá. Ăn mẹ quá. Chứ mà xin hẳn ăn rêu là ngon hả? Em, cu. Có rêu cơ. Có rêu cơ. Cái ăn thầu. Mình thầu rêu đâu quá. À. Thử thường miệng thôi chứ anh muốn mẹ à. Anh nuôi ba con đây. Hút miếng lẩu rồi nước lẩu ngó lắm nè. Ôi ta nội. Nước lẩu hành ngọt hành thánh mà hành thơm mà béo một cái mùi bé. Ôi ta ơi. Ôi mình mẹ ơi nó ơi.